thank you kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Mở đầu chương trình hôm nay là các nội dung: họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện; ra mắt mô hình điểm nhóm tôn giáo hòa sát bình yên về an ninh trật tự; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo trao tiền hỗ trợ Covid-19 cho mặt trận Tổ quốc huyện. Sáng ngày 18 tháng 10, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Tuần Giáo tổ chức họp về công tác phòng chống dịch Covid-19 và tình hình tiêm vaccine Covid-19 trên địa bàn huyện. Đồng chí Lào Văn Cương, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện dự và chủ trì cuộc họp. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện Tuần Giáo, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, huyện Tuần Giáo có 87 người nhập cảnh trở về địa phương. 13.495 người đi làm ăn xa trở về địa phương. Riêng trong ngày 17 tháng 10 có 30 người. Tổng số người cách ly tập trung tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến 16 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2021 là 1.590 người. Số người đang cách ly tập trung 20 người. Số người hết thời gian cách ly tập trung là 1.543 người. Số chuyển khu cách ly theo chỉ đạo của tỉnh là 27 người trốn khỏi khu cách ly một người. Tổng số mẫu đã xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 25.776 mẫu. Duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh. Tổng số người được kiểm tra từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 142.117. Tổng số phương tiện được kiểm soát là 54.616 phương tiện, Riêng trong ngày 17 tháng 10 năm 2021, tổng số người được kiểm tra là 787 người. Tổng số phương tiện được kiểm soát là 364 phương tiện. Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2021, phát hiện thêm 2 bệnh nhân F0 trong khu cách ly tập trung là F1 của bệnh nhân F0 858243 được phát hiện trước đó. Hiện tại, hai bệnh nhân F0 trên đã được chuyển về khoa truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo để cách ly điều trị thực hiện truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh và vùng có dịch. Tổng số F1 từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 101 người, hiện đang cách ly tập trung 11 người. Tổng số F2 từ ngày 28 tháng 4 đến nay là 1.052 người. Từ ngày 1 tháng 9 đến nay, tiếp nhận 3.038 công dân đã bàn giao cho các huyện tổ chức cách ly y tế theo đúng quy định. Về kết quả tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19, từ ngày 18 tháng 3 năm 2021 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021, trên địa bàn huyện đã triển khai 9 đợt tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19. 100% vaccine phòng bệnh COVID-19 được tiêm đúng đối tượng, đúng thời gian theo kế hoạch của Bộ Y tế. Tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2021, tổng số mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Tuần Giáo là 41.655 mũi trong đó mũi 1 là 38.072, mũi 2 là 3.583. Trong đó, số người tiêm vaccine AstraZeneca là 5.442 mũi 1, 3.506 mũi 2. Số người tiêm vaccine Verocell mũi 1 là 29.859, mũi 2 là 74. Số người tiêm vaccine Pfizer mũi 1 là 2.771, mũi 2 mỗi hai là 3 người. Các đợt tiêm đều được triển khai ngay sau khi nhận được quyết định phân bổ vaccine của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã dành thời gian thảo luận về những khó khăn vướng mắc tại cơ sở như tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 tại một số xã đạt thấp. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lào Văn Cương, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, nhấn mạnh. Xin ghi nhận những cái cố gắng, nỗ lực để thực hiện cái phòng chống dịch À, trên địa bàn của huyện tuần giáo trong thời gian vừa qua các lực lượng tuyến đầu là công an quân sự y tế làm việc ở những cái trạm chốt khu cách ly bây giờ là khu điều trị đặc biệt nữa là cái lực lượng y tế là đi tiêm chủng ở các xã các đồng chí rất là vất vả rất là công gắng và ban chỉ đạo ở các xã một số xã làm tương đối tốt thì chúng tôi xin được ghi nhận và biểu dương về tinh thần của công chí đã cố gắng tuy nhiên cũng còn một số đơn vị và một số xã thực hiện chưa tốt trong thời gian nhiệm vụ tới thì công chí cần phải thực hiện một số nội dung như sau trước hết là phải thích ứng lại cái nghị quyết 128 của chính phủ trước mắt là trên địa bàn của huyện của chúng ta là rồi tiếp tục phát huy được cái tổ covid cộng đồng các đối tượng đi làm ăn nơi xa về và vùng dịch vùng đỏ ấy, các đồng chí là chỉ đạo và là tổ covid cộng đồng phải ra soát thường xuyên à, tự cách ly và tự theo dõi ở nhà thế thì nhiệm vụ trong thời gian tới quan trọng nhất là cái vấn đề tiêm vaccine tôi yêu cầu các đồng chí là ngay sau về ngày hôm nay các chí là ra soát lại số lượng những đối tượng mà chưa tiêm từ 18 tuổi trở lên ở trên địa bàn Đấy, khẩn trương đến cơ sở tiêm chủng để tiêm khẩn trương. Đấy, đề nghị công chí là nâng cao trách nhiệm về giả soát tổ chức vận động người dân là đi 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 tiêm phòng và đồng thời giả soát lại những người đang đi làm ăn ở nơi xa và đồng thời thông tin cho người đó trong tháng 11 này là tất cả các xã của huyện tiêm vaccine phải đạt tỷ lệ 80% trở lên theo cái quy định hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các xã thị trấn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho người dân trong việc phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt tuyên truyền cho người dân và cộng đồng hiểu rõ lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19, vận động người dân đi tiêm chủng đầy đủ. Sáng ngày 18 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Mường Khang phối hợp với Công an huyện Tuần Giáo tổ chức hội nghị ra mắt mô hình điểm nhóm tôn giáo hua sát bình yên về an ninh trật tự. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Sang, Phó trưởng phòng phong trào Công an tỉnh Điện Biên, đồng chí Giang A Dơ, Ủy viên Thường vụ, trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đồng chí Sung A Lành, Phó trưởng Công an huyện Tuần Giáo, đại diện lãnh đạo xã Mường Khoang cùng nhân dân bản Hua Sát mô hình điểm nhóm tôn giáo mua sát, bình yên về an ninh trật tự được ra mắt với quy chế, nội dung, chương trình kế hoạch rõ ràng, mang tính khả thi cao, đã nhận được sự thống nhất của các ban ngành, các lực lượng vũ trang, sự đồng thuận, ủng hộ của các cơ sở tôn giáo và nhân dân. Để mô hình duy trì và phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình với 6 thành viên, đồng thời ban hành một số nội dung tiêu chí hướng tới như 100% các hộ giáo dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, qua quy định của địa phương, quy ước hương ước của làng văn hóa và giáo lý giáo luật của giáo hội. Trong giáo họ không có tội phạm, không có người mắc tai tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác, không tham gia hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tà đạo, mê tín dị đoan, không gây mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân, 100% các hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang lễ hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, có ý thức vệ sinh môi trường, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đoàn kết đường chợ trong xóm làng, giúp đỡ gia đình khó khăn. Mô hình ra mắt nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các tôn giáo và nhân dân đạo hữu trên địa bàn xã Mường Khong trong công tác tố giác đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng thời kết hợp sức mạnh của hệ thống chính trị với sức mạnh của quần chúng nhân dân đối với công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo trao tiền hỗ trợ Covid-19 cho mặt trận Tổ quốc huyện hưởng ứng thư kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuần Giáo, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế, người khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngày 6 tháng 9 năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 694, kêu gọi phát động toàn thể công chức viên chức người lao động tích cực tham gia hưởng ứng thư kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuần Giáo. Kết quả đã có 62 đơn vị trường học và cán bộ công nhân viên chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo tham gia ủng hộ với số tiền 90 triệu 660 nghìn đồng. Chiều ngày 18 tháng 10, đồng chí Đỗ Văn Sơn, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo, đã trao số tiền trên cho ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tuần Giáo để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những người yếu thế, người khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung phần tin. Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của cán bộ công chức viên chức và nhân dân, tạo sự thống nhất đồng thuận cao trên địa bàn huyện Tuần Giáo về phát triển văn hóa con người Việt Nam. Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Tuần Giáo đã ban hành văn bản số 144, chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện quyết định số 2215 quy đề TTG của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam với giải pháp cụ thể, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương xây dựng quy tắc ứng xử trong cộng đồng thông qua công tác xây dựng gia đình văn hóa bản văn hóa cơ quan đơn vị văn hóa xây dựng hương ước quy ước cộng đồng qua đó xây dựng các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người tạo môi trường và điều kiện để phát triển nhân cách đạo đức trí tuệ năng lực sáng tạo thể chất tâm hồn trách nhiệm xã hội nghĩa vụ công dân ý thức tuân thủ pháp luật đề cao tinh thần yêu nước tự hào dân tộc lương tâm trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, hiểu biết sâu sắc, tự hào tôn vinh lịch sử văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quân chúng nhân dân trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Là xã có xuất phát điểm thấp đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Song ngoài sự đầu tư của nhà nước, xã Trường Sinh đã và đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến kế, hiến công, hiến đất, chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2010-2020, nhân dân trong xã đã hiến hơn 2.392 m2 đất. Đồng thời, xã cũng vận động nhân dân đóng góp công lao động, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa với nhiều cách làm linh hoạt sáng tạo phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương đặc biệt là huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới đến nay xã triển sinh đã cán đích 15 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ phát triển bảo tồn thiên nhiên đa dạng hóa sinh học bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm. Những quy định của pháp luật về các hành vi nghiêm cấm săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, quảng cáo, tiêu thụ, tàng trữ động vật thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm. Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành kế hoạch số 3447 về việc tuyên truyền không săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, quảng cáo, tiêu thụ, tàng trữ động vật thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm trên địa bàn. Theo đó các cơ quan đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ phát triển bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, nhất là những quy định của pháp luật về nghiêm cấm các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Tuyên truyền cho cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của việc bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học nhằm hướng đến mục tiêu giảm thiểu nhu cầu sử dụng, đẩy lùi hoạt động săn bắt, buôn bán, góp phần ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của các loài bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam, nhất là động vật thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm. Thông qua hoạt động tuyên truyền vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen trong cuộc sống hàng ngày, góp phần giảm thiểu tiến tới chấm dứt săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ tàng trữ, quảng cáo xâm hại động vật thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm. Trên cơ sở ý kiến thống nhất hoạt động thí điểm các tuyến vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô giữa Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên và Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội. Từ ngày 15 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải Điện Biên bổ sung hoạt động thí điểm tuyến vận tải hành khách bằng đường bộ từ Điện Biên đi Hà Nội và ngược lại. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 10 đến hết ngày 20 tháng 10, sẽ tổ chức vận tải hành khách bằng đường bộ từ bến xe thành phố Điện Biên Phủ đi bến xe Yên Nghĩa với tần suất một chuyến trên ngày và ngược lại. Yêu cầu các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với tuyến Hà Nội sẽ được áp dụng chặt chẽ hơn các tuyến vận tải liên tỉnh khác. Cụ thể, đối với giãn cách trên phương tiện, các xe bố trí hành khách không vượt quá 50% số ghế theo thiết kế và không vượt quá 20 người trên xe đối với xe có sức chứa trên 40 chỗ. Hành khách ngồi giãn cách nhau một hàng ghế ngồi, không áp dụng quy định giãn cách đối với xe dường nằm. Đối với hành khách đi xe, phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền. Liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm về địa phương, có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính. Trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô, không yêu cầu xét nghiệm đối với trẻ em dưới 3 tuổi đi cùng người thân. Để đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách thông suốt trong đợt dịch COVID-19, thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 gần với nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo truyền tải vốn tín dụng chính sách kịp thời cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, phục hồi sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo bảo vệ an toàn cho cán bộ và nhân dân trong thực hiện các giao dịch. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các xã, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình, tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù chủ động huy động các nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tăng cường vai trò kiểm tra kiểm soát nội bộ quản lý sử dụng nguồn vốn có hiệu quả đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện đồng bộ triệt để nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa ngân hàng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan ra soát xác định nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh bổ sung nguồn vốn và giải ngân kịp thời cho các đối tượng theo quy định duy trì và nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã triển khai phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ đem lại nhiều tiện ích cho người nghèo các đối tượng chính sách khác và nhân dân trên địa bàn đến nay các mặt hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội vẫn duy trì cơ bản ổn định Nguồn vốn huy động đạt 24.568 triệu đồng, tăng trưởng so với đầu năm 3.925 triệu đồng, đạt 76% kế hoạch. Nguồn vốn ngân sách huyện chuyển sang để bổ sung nguồn vốn cho vay đến nay là 1.944 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 540.304 triệu đồng, tăng so với đầu năm 26.367 triệu đồng đặc biệt triển khai tuyên truyền kịp thời chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo nghị quyết số 68 NQCP của chính phủ và quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề ngân hàng chính sách xã hội thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, đoàn kết phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện đang thời điểm giao mùa là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh phát triển mạnh trên đàn vật nuôi. Xã Phú Nhung đã chủ động tiêm phòng cho đàn vật nuôi, tiến hành tiêu độc vệ sinh chuồng trại, đáp ứng nguồn thức ăn, đảm bảo đàn vật nuôi phát triển ổn định. Tính đến hết tháng 9 năm 2021, xã Phú Nhung có tổng đàn vật nuôi hơn 24.000 con, trong đó có 893 con trâu, 1.368 con bò, 18.000 con da cầm, để phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân xã đã đề mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Các hộ gia đình có trâu bò đã sửa chữa lại chuồng nuôi, che chắn và dự trữ nguồn thức ăn trong những ngày mưa rét. Tiến hành phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, gia súc gia cầm. Tiêm phòng tụ huyết trùng 1597 liều, lở mồm long móng 1597, dịch tả lợn 2090 liều. Do đó, từ đầu năm đến nay, đàn vật nuôi trên địa bàn xã phát triển ổn định, không bị ốm, chết do đói rét, dịch bệnh. Để đảm bảo đàn vật nuôi phát triển ổn định, người dân cần thực hiện tốt 5 không trong phòng chống dịch. Không giấu dịch, khi có dịch báo ngay cho thú y và chính quyền. Không bắn chạy gia súc mắc bệnh, không giết mổ gia súc mắc bệnh, không vứt xác chết và chất thải ra súc ra môi trường. Với sự chủ động của các hộ chăn nuôi, hy vọng rằng công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn xã sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra và thiệt hại kinh tế của người dân. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về tình hình một tháng triển khai chương trình Sóng và Máy tính cho em trên toàn quốc. Theo đó có 52 trên 63 Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục tỉnh, thành phố triển khai chương trình này. Qua một tháng triển khai, các địa phương đã huy động được hơn 89 tỷ đồng và hơn 103.000 thiết bị hỗ trợ học sinh học trực tuyến. Cụ thể, chương trình đã huy động được 36 tỷ 224 triệu đồng do cán bộ nhà trường, người lao động tham gia ủng hộ, gần 46 tỷ đồng từ các nguồn hỗ trợ khác, các trường đại học cao đẳng, sư phạm và các đơn vị trực thuộc ngành đóng góp về tài khoản Công đoàn Giáo dục Việt Nam được hơn 7,2 tỷ đồng. Về thiết bị, các địa phương đã huy động được 12.550 máy tính và máy tính bảng, 16.234 điện thoại thông minh và 74.559 thiết bị hỗ trợ học tập khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn giáo dục Việt Nam cũng đã kêu gọi vận động toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý công chức viên chức, nhà giáo, nhân viên, người lao động tham gia ủng hộ kinh phí để hưởng ứng chương trình này. Kinh phí được sử dụng trên nguyên tắc công khai minh bạch. Ban vận động quyên góp ủng hộ tiếp nhận, điều phối trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo ưu tiên mua thiết bị học trực tuyến, hỗ trợ các đối tượng học sinh khó khăn ngay tại địa phương và có sự điều phối chung giữa các địa phương trong cả nước. Để đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ Công trực tuyến tỉnh Điện Biên, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt và vừa chỉ tiêu kế hoạch, ngày 12 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại văn bản số 1071 ngày 12 tháng 7 năm 2021, văn bản số 1702 ngày 28 tháng 9 năm 2021 của ủy ban nhân dân huyện quán triệt phổ biến triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của cơ quan đơn vị, đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng xử lý dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến. Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, chỉ đạo công chức viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chủ động hướng dẫn các tổ chức cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh, từ đó nộp hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, đồng thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính, và hướng dẫn thanh toán phí lệ phí giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích xem xét xử lý trách nhiệm của từng cá nhân công chức viên chức để xảy ra tình trạng quá hạn xử lý hồ sơ trên cổng dịch vụ công của tỉnh nghiêm túc kiểm điểm các cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa của xã không thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Phần cuối của chương trình là nội dung bài viết Đại hội đại biểu đoàn trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quài Tở, nhiệm kỳ 2021-2022. Vừa qua, Ban chấp hành đoàn trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quài Tở đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2022. Đến dự đại hội có đồng chí Tòng Văn Nghiến, và bí thư huyện đoàn, các đồng chí trong ban trị ủy, ban giám hiệu nhà trường, đại diện các ngành đoàn thể trong nhà trường cùng đại diện đoàn viên ưu tú của đơn vị. Đại hội đã diễn ra với tinh thần nghiêm túc và hiệu quả, đã bầu ra đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu và ban kiểm phiếu để chủ trì đại hội. Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, báo cáo kiểm điểm hoạt động của ban chấp hành đoàn trường nhiệm kỳ 2020-2021. Qua đó đánh giá, ghi nhận những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2021-2022. Trên tinh thần nghiêm túc và dân chủ, đại hội đã bầu ra ban chấp hành đoàn trường nhiệm kỳ mới với 5 đồng chí. Đại hội đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2021. 2022 với sự thống nhất cao 100% đại biểu dự đại hội. Đại hội đại biểu đoàn trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quải Tở đã thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với những mục tiêu và thách thức mới, với quyết tâm giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung thông báo đấu giá tài sản. Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức cuộc đấu giá tài sản với các nội dung sau. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm quản lý đất đai huyện Tuần Giáo. Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá tài sản bắt đầu từ 8 giờ ngày 2 tháng 11 năm 2021 tại hội trường nhà khách Ủy ban dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Địa chỉ Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo. Tên tài sản, quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất kho lưng thực cũ khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, gồm 8 thửa đất với tổng diện tích 788,3m2. Nơi có tài sản đấu giá, khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Giá khởi điểm 8 thửa đất, 6 tỷ 247 triệu 450 nghìn đồng. Các thửa đất có giá khởi điểm từ 603 triệu 005 nghìn đồng đến 1 tỷ 806 triệu đồng. Thời gian địa điểm tổ chức cho xem tài sản ngày 25-26 tháng 10 năm 2021 tại thực địa thửa đất đấu giá thuộc thửa đất kho lương thực cũ, khối trường Xuân thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ 8 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2021 đến 17 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2021. Tại Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên và Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng trên một hồ sơ. Thời gian nộp tiền đặt trước, nộp giấy nộp tiền đặt trước, bản chính – từ ngày 28 tháng 10 năm 2021 đến 11 giờ ngày mùng 1 tháng 11 năm 2021 và nộp vào tài khoản số 8905201002670 tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Tuần Giáo, chủ tài khoản Trung tâm quản lý đất 2 huyện Tuần Giáo. Tiền đặt trước từ 120 triệu đồng đến 360 triệu đồng trên một thửa đất Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định tại khoản 4 điều 38 luật đấu giá tài sản. Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền hồ sơ và tiền đặt trước trong thời gian quy định. Chi tiết xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh điện biên số điện thoại 0916 590 928 Trung tâm quản lý đất đai huyện tuần giáo số điện thoại 0215 3860 818 Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện tuần giáo hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt. Cơ hội hấp dẫn, cơ hội hấp dẫn đến từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Tải ngay app MBBank, mở ngay số tài khoản theo số điện thoại hoặc số tài khoản bạn mong muốn. Chỉ cần có điện thoại thông minh, hãy tải app MBBank hoàn toàn miễn phí và sử dụng nhiều dịch vụ như chuyển khoản, gửi tiết kiệm, nhận tiền, đăng ký vay vốn. Mua sắm trực tuyến mọi lúc mọi nơi an toàn trên app MBBank. Nhanh tay lên tải app MBBank và làm theo hướng dẫn để trở thành công dân thời đại số. Cơ hội hấp dẫn, cơ hội hấp dẫn đến từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Tải ngay app MBBank, mở ngay số tài khoản theo số điện thoại hoặc số tài khoản bạn mong muốn. Chỉ cần có điện thoại thông minh, hãy tải app MBBank hoàn toàn miễn phí và sử dụng nhiều dịch vụ như chuyển khoản, gửi tiết kiệm, nhận tiền, đăng ký vay vốn. Mua sắm trực tuyến mọi lúc mọi nơi an toàn trên app MBBanh Nhanh tay lên tải app MBBanh và làm theo hướng dẫn để trở thành công dân thời đại số Công ty cổ phần Acecook Việt Nam khẳng định Sản phẩm hào hảo tôm chua cay đảm bảo an toàn về chất lượng và an tâm cho sức khỏe của người tiêu dùng và theo kết quả thử nghiệm của trung tâm phân tích Eurofins, một tập đoàn khoa học uy tín, tin cậy hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thử nghiệm thực phẩm. Sản phẩm hào hảo tôm chua cay không có chứa chất gây ung thư ethylene oxide.